À, xin chào các bạn, chúng ta cùng nhau tìm hiểu thêm một cái kho bài giảng trực tuyến nữa. Ai cũng biết đó là cái kho bài giảng e-learning do Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng. Đấy, thì cái kho này nó nói chung là cũng giống như cái kho trên cái trang violet.vn, nó là tập hợp của các cái gói bài giảng SCOM giáo viên soạn chia sẻ đến đây, hoặc là có thể là thông qua các cuộc thi. Đấy, thì Bộ Giáo dục người ta tổng hợp. Đấy, thế thì quan điểm của tôi cũng giống như cái video trước đó, đó là các cái OSCOM này này, đấy các thầy cô thấy nó tạo bằng Adobe Presenter, cho nên bấm vào những cái bài nào mà tốt một chút đó là nó load lâu lắm. Như cái bài này đó, và tôi đoán là cô giáo này cũng chưa có dùng nhiều video đâu. À, đây nè, chắc là đây là bài cũng đạt giải. Mãi chưa thấy nó chạy. Đó. Đấy, thì khi mà cái đường link nó hỏng như thế này đó, bấm vào đây nè, thì mình cũng không có gì mình sửa được, tại cái OS nó đóng kín mít lại hết rồi đó nè. Đấy, thì cái hay của OS là mình có thể di chuyển đến vị trí một cái slide nào đó. Đấy, ở đây nó đang load một cái video mà server này là server cực kỳ tốt đấy. Tôi nói là Bộ Giáo dục người ta đầu tư một cái server chuyên để chạy những cái gói SCOM này, là một cái server rất là mạnh, mà chúng ta thấy mãi chưa thấy cái video này load lên. Cho nên là nói thật, mấy cái gói SCOM này tôi kỹ lắm. Đấy, thì nói chung cái khóa này load lên nó cũng chạy, cũng tốc độ cũng tạm được. Coi thử có tải về được không? À, đây không cho tải về, phải tải cao xong này mới tải được. Nhưng mà chốt lại đó là nếu như mà các thầy các cô làm các cái bài giảng SCOM này trên đĩa CD để chạy thì ok, mình có thể lồng video vào. Còn nếu như mà mình chạy trực tuyến như thế này đó thì chắc chắn là chỉ có thể sử dụng voice để lồng vào thôi. Đấy, nhưng mà có điều là đối với lại giáo viên trường phổ thông ấy, thì đây là một cái dạng e-learning rất là đơn giản, dễ làm. Đó là chỉ cần tập huấn một công cụ duy nhất là cái bài giảng Adobe Presenter, là nó ra được cái bài như thế này. Nhưng mà thí dụ như giờ tôi muốn sửa lại cái này thành cái giáo án của tôi, thế giờ có tên cô giáo rồi, tên nó viên ở đây rồi, thì coi như tôi cũng chả có thể reuse recycle cái khóa học này được. Trong khi nếu như đây là một khóa học mà Moodle chúng ta đang build trên hệ thống, hay là đây là một đoạn video, thì tôi hoàn toàn có thể gọi là cắt nó ra để sử dụng. Và các cái video ở đây đấy, thì cứ đến chỗ video là nó rất là dễ bị lỗi nếu như mà cái người làm ra các cái gói SCOM này không có kinh nghiệm. À, chính vì những cái lý do như tôi phân tích nhé, cái gói SCOM nếu như là kèm theo video thì một cái gói SCOM như vậy nó có thể lên đến vài trăm mê. Thậm chí tôi đã từng tải cái gói SCOM đặt giải cuộc thi giáo viên thi thiết kế bài giảng liên linh này, môn văn môn địa gì đấy, tôi thấy là họ, tức là các thầy cô ấy quay khá là nét. À, thì nguyên gói SCOM tải miệt mài luôn tới 15 phút sau mới xong, gần 2,5 GB dữ liệu. Có thể cô thấy khủng khiếp vậy đó. Thì cái đó mà nếu mà chạy online thì không có cái server, cái trang web nào nó chịu nổi, nó load nổi cho chúng ta xem kịp.
Cái thứ hai nữa là cái dở của cái gói SCOM này đó là chúng ta không có tháo nó ra để mà chỉnh sửa thế này nọ dễ dàng được. Nên cho nên là như cái video trước tôi có nói về SCOM ấy, thì những cái bài giảng SCOM này nếu có sẵn mà nó hay thì chúng ta có thể nhập chúng ta sử dụng, chứ còn làm những cái gói SCOM này thì tôi không có mặn mà cho các cái khóa học e-learning. Nên chưa kể đó là gì, cái data của người học từ trong cái gói SCOM này đó, nó rất là khó xuất vào trong cái hệ thống. Thí dụ như bây giờ chúng ta thiết kế một cái bài quiz, bài kiểm tra trong cái gói SCOM thì cái dữ liệu của cái điểm thi đấy nó không có xuất ra cái hệ thống chấm điểm của e-learning của một khoa mà chúng ta theo dõi được. Nhưng mà nhìn chung ấy thì đối với lại cái việc triển khai e-learning đại trà ở cấp trường phổ thông thì cái ý tưởng mà chỉ có tập huấn cho các thầy cô một công cụ duy nhất là Adobe Captivator chẳng hạn, sau đó có cái sản phẩm để chia sẻ lên cho học sinh sử dụng thì tôi thấy cũng ok. Nhưng mà đối với việc xây dựng một cái khóa học e-learning thì cái chuẩn SCOM này nó đã lỗi thời, tôi nghĩ như thế, còn đấy là ý nghĩ chủ quan thôi.